Ở hội chợ Hoa Xuân Mậu Tuất năm 2018 tại Trung tâm Triển lãm Nông nghiệp Việt Nam số 489 đường Hoàng Quốc Việt, quận Cầu Giấy, Hà Nội, một chậu hoa lan Đai Châu được rao giá 199 triệu đồng, trụ hoa thấp nhất cũng có giá 25 triệu đồng. Ghi nhận tại chợ hoa này, lan Đai Châu là mặt hàng có giá cao nhất trong số những loài hoa bán trong dịp Tết Nguyên Đán Mậu Tuất. Không giống loài hoa lan công nghệ cao, lan Đai Châu là sản phẩm hoàn toàn tự nhiên. Người trồng hoa phải khai thác giống từ rừng, sau đó nuôi cấy lên thân cây để cho ra hoa tự nhiên, chứ không phải hoa trồng từ giống nuôi cấy mô như nhiều loại hoa khác. Lan được nuôi cấy trên các trụ gỗ lũa hoặc gỗ sấu. Các chủ vườn thiết kế gắn đế cho mỗi trụ cây để định giá bán. Ghi nhận tại chợ Hoa Xuân Trung tâm Triển lãm Nông nghiệp Việt Nam, chậu lan Đai Châu ghép 5 trụ cây với nhiều màu sắc khác nhau được rao giá 199 triệu đồng. Nhưng đây chưa phải là chậu hoa giá cao nhất năm nay, khi trước đó đã có một chậu hoa được bán thành công với giá 268 triệu đồng. Còn nếu khách mua lẻ theo trụ, trụ rẻ nhất cũng có giá 25 triệu đồng. Hoa lan Đai Châu là một trong số rất ít loài hoa lan có mùi thơm, dễ chịu và được giới chơi hoa tôn sùng là lan quý tộc bởi vẻ đẹp, hương thơm và giá bán cũng ở mức cao. Theo các nhà vườn, làm hoa này, lan Đai Châu rất dễ chăm sóc. Chỉ cần tưới nước ẩm hàng ngày cho cây và hoa thì có thể để chơi cả tháng không tàn. Lan Đai Châu đẹp, giá cao nên lượng khách hàng chủ yếu là đại gia, chủ các doanh nghiệp mua về nhà chơi Tết hoặc trang trí văn phòng, công ty. Chúng tôi biết bạn có nhiều lựa chọn và chúng tôi luôn là sự lựa chọn tốt nhất. Đăng ký kênh YouTube Báo Thanh Niên để cảm nhận nhịp thở xã hội đầy màu sắc trên màn hình của bạn.